Rồi sáng hôm nay là ngày 10 ngày 13 tháng 9 là ở khu phố đưa cái giấy mời. Giấy mời này là kỳ này là cái chủ tịch là phường Phú Trinh mời Tân Hộ. Vậy là hôm nay chỉ có một mình Phan Văn Đậu thôi. Đây là cái phiếu phiếu thu thập thông tin. Rồi chiều nay là 2 giờ đến là 14 giờ. Đến địa chỉ này là 01 Đặng Văn Ngữ, cái này chỗ này là cái quán số 6. Thôi để chiều nay mình đi. Xuống với nhà nha. Đây nha, xu. Vô con. Đi chưa? Chưa hả? Mình sợ đi kêu phiền phức nữa. À, vậy là xong rồi ha. À, bữa nay đi hơi xa một tí. À, bữa nay là đi khu vực khác rồi, à, không còn ở đây nữa. À, lên trên quán 06 đi lên đầu đầu đường nữa. Hôm nay test lần thứ tư nha các bạn. Rồi, đây cũng xếp hàng đây rồi. Khu phố bữa nay sợ mưa sao á, khỏi che lều luôn, che một cái thôi, đó, còn nhiêu làm trong. À, rồi vậy. Hôm nay là rồi giấy mời cấp cái nhà rồi, đâu có nó đâu có dặn ở đó đâu. Đâu đâu có giấy mời mà đâu có dặn đem ở đó đâu, chỉ đem mình nói đem phiếu này thôi chứ ở trong đó rõ mà. Phiếu thôi chứ, phiếu này thôi chứ. Đi xuống chưa bây giờ? Theo cái phiếu giấy mời đâu? À, đến tại chỗ. Đây là cái quán 06 này. Để có bia Việt, giới thiệu bia Việt. Ở đây là khu phố 11 là mượn cái quán này. Các con đừng nghĩ vậy, chiến sĩ áo trắng vừa rồi là coi như là được tôn vinh rồi. Được chưa? Rồi hôm nay là quan đẩu là test lần thứ tư này nha các bạn. Có mang cái phiếu giấy mời không? Có đầy đủ. À, có đầy đủ ha. À, có đầy đủ thì được. Không có. À, không có rồi thôi. Cái đầu đường Đặng Văn Ngữ là cái giáp với đường Phạm Ngọc Thạch. À, các bạn thấy nhà bác sĩ Tường Lam mở cửa là khám bệnh lại chưa? À, các bạn ở bên Mỹ, bên Úc là thấy rõ ràng nha. Đó, quan đẩu bữa nay là đi test lần thứ tư, quay lại cho các bạn thấy đó.
Đó, đó, nhà anh bác sĩ Tường đó. Đó, bác sĩ Tường Lam đó. À. Mình sẽ gây cận cảnh lại cái test lần thứ tư của phường Phú Trinh, khu phố 11. Rồi, xin chào các bạn nha. Về sau nha. Rồi, rồi. À, trong này vẫn có những cái đường là chéo qua chéo lại là bị nước mưa ngập. Con đường Đặng Nhân Ngữ của mình đây. Bữa nay đi hơi xa một tí. À, hôm bữa là xét nghiệm tại khu vực này. À, bữa nay đi hơi xa một tí. Rồi tới nhà rồi. Rồi tới nhà rồi. Xu đâu rồi Xu? Ôi mở cửa. Rồi Xu đâu rồi?